Before the and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? That, my friend, in particular, plenty meditation. We had the question, raising down, maintain down. The beginning practice in the way forget asking the question, losing asking the question because not familiar with asking the question. Maintain down. Sometimes asking the question, raising doubt, but the doubt not strong enough, not long enough. We keep that question in raising down, maintain down. Because the practice, or because the doubt is so strong with the practitioner, the thinking, discrimination, the illusion mind that's familiar with practitioner, we always raising all kind of talk. Like we always raising the delusion attached on that, say to the name frame like that. But the practice, meditation, just like doubt, we cannot chase, or we cannot attack, just that sweep out all attachment, that method, that practice, sweep out all attachment. Then that method practice go to the sub-nature, Buddha nature, the direction of sub-nature, Buddha nature. Different than the talk, always change to the name or frame, change to the attachment or ignorance. So that different. So day by day, time by time, we are familiar with the practice. The familiar like illusion attachment becomes strength, and the doubt, maintain doubt, becomes familiar. That we are still in the battle. We cannot like change to doubt, like change to the thing. If change to the thing or change to the doubt, mean that we create doubt just like the objective. If we create doubt like just objective, that's still in the illusion, not delusion. That's still the attachment, self-attachment, and the ignorance. So just keep practicing. How to familiar with the maintain down. Practice how to familiar with the asking the question clearly, diligently, continually. You may go the right direction to the sub nature, Buddha nature. Chính thưa quý thầy,
3 years ago, Dear and my for quite a friends long time. and all practitioners. Nay thứ bảy ngày 4 tháng 5 năm 2024, It's a Saturday of chúng ta tiếp tục May về những cái cuối tuần để mà chia 4th, sẻ những 2024. vấn đề thắc mắc của We chúng ta. continue with our Trên công phu chúng ta hôm nay chúng ta asking lấy đề questions tài and sharing experience công sessions. phu And để this cho week, nó trở thành quen. we will have a topic Mới từ lạ trở thành quen. practicing from a strange Đúng là feeling ghi to a familiar tu, feeling. đúng là ghi tông chỉ. Thường chúng So, ta sống ở trong cái we need to practice on the right path cuộc đời thế gian này, and follow the thế right giới instructions. đều là cái thế giới phân biệt, thế giới So, chấp we're trước, living in this world of thế the giới dualistic. bằng cái hình thành bằng cái ngã chấp vô minh, nên cái thế giới đó nó quá quen thuộc, quá thuần thục, chúng ta luôn luôn chạy theo cái Dualistic world, hình we're always running after bên trái là danh huyễn, bên phải danh all these huyễn, illusions, bên all phải these khổ đau, bên phải themes là chấp ngã vô minh, that we từ vô minh phải chấp ngã. Nên cái đó thì chúng ta had rất quen from thuộc, the feelings, và cái khổ trên đó do cái chấp ngã and nên chúng we ta are mới chịu used to khổ. this attachments, Thì đối với công phu bây and giờ chúng ta nhìn these thấy attachments create cái all mặt these cái sufferings hướng để mà thoát cái khổ thì vẫn khổ triền miên. in our life. Chúng ta cần phải có So, phương pháp if tham thiền, we don't know how to practice đó là to tâm get cảm tọa đầu out of thoát this khổ, circle, then you will face thì with cái the pháp tham thiền sufferings thoát your whole khổ life. là cái pháp So the Patriarch Zen is ngã chấp kiếm a chấp method và cái vô minh. that will help you to sweep up all these thinking, Mà đối với all vô minh thì nó these thuộc vô lượng tử creations of your mind. vô minh đó. Cho nên nó là cái vô However, lượng tử tính, because you are tức là so cái familiar gì thuần thục, cái này thì xa lạ, to nên the cái quan trọng của ignorance, chúng ta không phải the là habit, phải đợi, and phải all the thinkings. trông mong, phải mòn mỏi, phải như thế nào. Nếu mà mình cứ And đi you tư tưởng như vậy thì cuối cùng chúng not ta chạy đến cái ngã chấp, chạy đến vô minh, biến cái ngã chấp familiar with your thành cái công cụ, practice yet. và So you are so, cái pháp you are tham the thiền thoát khổ stranger, sẽ your còn practice is a xa, stranger thì nó lại to là your vẫn là vô minh, vẫn là chưa thuần thục, to chưa yourself. quen thuộc. Trên đó chúng ta That's không thuần why thục mà nó là lạ. Nó lạ là như thế nào? Nó lạ hơn cái ngã chấp, familiar with the cái tâm ignorance lý, cái ngã and chấp, you are cái vô minh của chúng ta là strangers lạ. to your Nên nếu mà chúng practice. ta vẫn không có quen được cái công phu, không thuần thục với And nó, if you are not vẫn chạy đến cái ngã chấp vô you're minh, chạy đến cái vô practicing minh, every day thì cuối cùng bạn là and get familiar with your ở trong practice, cái vòng then lặp you can điên đảo, still go back to that là cái wrong path of running after all these ngã chấp thinking, đi and you vào vòng lặp still khổ. attach yourself Nên nó to là all cái the gọi là thinkings. hạ thành quen, là cái công So, phu chúng ta when you're familiar with your sẽ practice, nó phải thuần thục then eventually trên cái you vòng lặp, will quét sạch cái vô minh get to the roots trên những phân biệt, of all ngã ignorance, chấp and you can see your own Buddha nature. sạch phân biệt. So, Thì đó là when từ you lạ trở thành quen. Và cái tập khí doing the đó practice, giúp cho chúng ta you will quen thuộc thuần thục ấy, nó trở thành xa lạ. getting familiar with your practice, Đang có cái tập and you khí will trên một cái đường, eventually trên một cái lộ trình trở stay thành away from người all vô those minh. thinkings, which mean all those thinkings Cái become the công stranger to you. làm sao mà đi từ lạ trở thành quen. Chúng tôi nói là lạ trở thành So, quen thì nó gồm những cái as the tiêu chí nào để mà trở thành quen. strangers at first, Lạ trở thành quen đúng với lại and cái tông chỉ của chúng ta, eventually you will thì get tâm cũng quán familiar with your own cũng như practice, luôn quán ngã chấp, and that is the goal that we luôn want giữ được cái niệm to reach. sinh tử, mà cái niệm sinh tử So đó when we càng chân thật, càng mạnh mẽ.
realize the circle of birth and death is always there waiting for us. We want to go back to the practice to solve the circle of birth and death. But just like what our Zen masters have taught all the new practitioners to go back to the practice always and continue to practice diligently. Don't attach yourself to only the understanding or the words from the hearings or seeing, but back to your practice in order to really stay away from all these thinking or knowledge. So as a practitioner, if you keep your practice, then you can stay away from all these thinking. So if you have any questions and want to ask or want to share your experience, then go ahead and speak up. Kính thỉnh thầy khai thị cho con cho tùy duyên mà bất biến. There's a question on the chat. Would you please explain to us a just doing your practice and doing everything accordingly? So doing the practice and doing other things accordingly is the encouragement for you to do just a practice. And when things happening surrounding you, you're doing it accordingly, but don't forget to practice. So doing everything, but never forget to practice. So this is just words of explanations based on our practice. Be careful, don't attach to just the words. When you have your mind get involved with practicing and do everything accordingly, then you still having the thoughts in your mind. You're still running after your thoughts. So doing things accordingly is just happens during the practicing, and you practice and doing everything accordingly without putting in your intentions. So just like a Theravada practice, that when you doing the meditations, you tied your mind or your thinking to the top of your nose or at umbilicus area. So you tied your thinking
to certain spots thì mắt to mở keep it rồi from mắt running away. mắt nhắm mà nó vẫn là công phu, đi cũng công phu, phải ngồi cũng công So phu, đứng no công phu, problem, công phu một no trong mọi chỗ, in công all phu một tự động, situations, tự động nó thành chỗ you tự động, tự động always tự nhiên, practice. tự nhiên mà tâm không có động, chỉ là dừng lại Like cái that ý thức này thôi, until you dừng lại can tập cái vô minh do này thôi, everything gọi là chỉ, and mà đó nói đến công phu. still tight Tự nhiên chỉ your rồi nó mới đến tự động ấy, cũng gọi tên công thoughts phu nữa, or your thinking to just cho nên one cái activity at a nói time. cái chỉ này á, tam chỉ tam quán nó cũng là trên cái gì, cái mức công phu. Giống như mình đi tới cái trạm thứ nhất So thì nó ở trạm nhất, mà vẫn đi đi một hồi nó tới trạm we thứ do in hai, the practice. tới trạm thứ hai, chứ không phải nói tôi đang đi tìm trạm thứ hai hay là tôi đã đến trạm thứ hai, đâu thể nói là đến trạm thứ hai Without còn chưa đi, putting mà trạm thứ in nhất còn chưa đến nữa là sao mà our mình chọn trạm thứ intentions hai. Thì to đó là cái ví dụ, nên cái lời nói project our mind của tổ to Phật any nếu nhìn xem bản đồ mình đi, anything đi mà theo bản happenings đồ không in biết the đường future. đi, nhưng mà đi là mình mới dò theo bản đồ biết đường, So đường này đường tới là sẽ it's just like a đến person ghế đó là phải đi who tiếp, looking at a map đi and đến đó finding a là phải way to mới đi tới go cái đường đó và đi to tiếp, the thì destinations. bản đồ để dò được, So when he looked at the map, còn he nói knew tổ để the tổ way, với lại cái then he thực just tập keep công phu của on tổ, going chứ không phải in là that directions tôi đã tùy duyên chỉ. toward that Nó là destinations, tùy duyên chỉ, and you nó nói ở don't đâu cũng tu, just nhưng mà mình nói cho ở đâu cũng tu, thinking tức là of mình lại chấp that nhận, giống như là người ta nói tôi ăn mặn tôi không when ăn you going toward that. tức là tùy duyên á, ăn gì tôi ăn nấy, người ta làm gì tôi làm nấy, So đạp that chân nào người is ta biết mình đạp doing chân đó, things gọi là tùy duyên accordingly rồi. along with Đó your là cái tâm, practice. cái tâm vô minh It's not like when people said mình that mấy cái tiêu chí đó mà kẹt lại ở they chỗ đó là tại vì mình hiện được cái tâm sở đắc, have cái chấp ngã, chấp ngã là kẹt đấy. Lúc always nào cho dù mình nói tôi không some ăn mặn nữa excuses for what they're doing, mà mình like đã phân biệt they được cái eating gì là meat đã mất and they biết said that, oh, rồi, that is, đã biết ngay I'm cái gì just đó eating, thì đã dính mắc rồi, thì đó là and I'm not không có attaching to chấp my ngã. eating. When you said so, you're Chấp ngã already là cái gì? attached to your Mình quay về công phu chứ không thinking phải quay already. về danh hay là cái lời nói. Cho nên When you have a khi mà mình đi tendency theo cầu của mình á, mà mình on cầu doing quá chừng certain mà mình things, thấy ơ chỗ này tôi cũng có thành then công, you are attaching to lậu your thinking thì already. cái cầu của mình á nó lệch lạc, nó khác ra một cái thì nó lại So when we doing quay this về Patra là Zen, cầu danh, we have a nhưng mà directions, cầu the right directions for us to go. tất cả cái danh So và we don't cầu sở go, là đủ thứ we hết, don't nó là chỉ có branch out vẫn to trong other sự thay ways đổi, luôn trong and sự make us lost biến dịch, in the practice. và hết chỗ này đến chỗ kia thì When we knowing gọi là tùy the way of duyên vẫn giữ practicing, được, we have tức là duyên to nào do the biến cho practice đó hết, and doing everything nó else mới là accordingly. cái chữ tùy bất biến. Nói đó thì nó đơn giản vậy đó, dễ vậy đó, It's nhưng mà thực easy tập to nó say mới đơn giản. Thời than ngày to nay người ta nói practice. tôi là tùy duyên rồi, A lot tôi of là people đang just ở cái chỗ giống như là saying that they tùy duyên chỉ, tức là thân đâu tâm đó, tự tại can't trong hiện keep their tại, mind thì mình accordingly thể nói là and tùy doing duyên rồi, everything thì mình thấy cái chỗ accordingly. đó rồi, biết tùm lum hết, biết đủ thứ, However, quá khứ they mong can là tương say lai, mong so, cầu này mong cầu cái but kia, they have nhưng mà not an trú được trong hiện tại, detached thì đó themselves là from tùy all the duyên. thinking. Tại vì hiện tại ở quá khứ, hiện tại thì nó nằm ở hiện tại quá khứ, hiện tại They trong hiện tại, hiện still tại trong hiện tại, hiện running tại after trong hiện all tại, these giống như creation of their own trong mind. A Đà kinh đó, mà Đức Phật nói quá khứ phát nguyện thì quá khứ là bản sanh, hiện tại phát nguyện, hiện tại bản sanh, tương lai phát nguyện, tương lai bản sanh. Nguyên As hiện tại phát in nguyện the là bản sanh, sutra, chứ không phải đưa cái nguyện xuống, không phải cái lời nói xuống, miệng lưỡi xuống, the mà Buddha là chân said tâm that phát nguyện. your Đã nguyện thì hành nguyện, Buddha đã nature thành tựu đó, thì cái đâu cũng là have cái everything. gọi là
You are the Buddha in the past, you are the Buddha in the present, and you are the Buddha in the future. Everything, if you see your own Buddha nature, everything going along with that. You don't run toward the past, you don't run toward the future, or don't, you don't even run toward the present. When you still have that discriminations of the past, the present, or the future, and doing things in these three aspects of times, then you're still attaching yourself to the thinking. So when you doing the practicing, you don't pay attention to everything surrounding you, even when people hit you or insult you, you still go back to the practice and ignore everything happening. And you don't even think about the tolerance, even though that is the practice that helping you automatically. You don't think about that. And that is practicing and doing things accordingly. Let's give in. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng thiền đường đại chúng. Con xin thầy cái thị cái cho con về cái bốn cái bài kệ mà về cái sám hối á, con không có nhớ rõ về cái bốn bài này. À, bốn câu kệ này thì con cũng xin thầy cái thị cho con lại cái chỗ này. Con xin cảm ơn thầy. Could you please explain about the poems, the four verses in the poems about repent, yourself from all the sins, all these mistake that you had. So these four verses in the poems is in Pháp Hoa Sutra in the Tini chapters. When you're doing anything, you will repent yourself. And go back to doing everything. So the verse in the poems is the sins is from the mind. So you have to cultivate your mind in order to resolve your sins. So when you can cultivate your mind, then the sins will disappear or dissolve. And when the sins and the mind are both dissolved, that's a true way of repentance. So those are the words from the Buddha have taught us to
help us Thì đối với người tu tập á, to deal with giống như the feelings of sins chúng ta đã or the biết là chúng ta feelings of đã sám hối, biết doing the sám hối wrong thing. và sẽ sám hối đó. Chúng ta So when we doing this đã lễ Phật hatred, sẽ lễ Phật, luôn luôn lễ hatred Phật, không dance, phải là tới ngày we nửa tháng are doing tới everything lúc lên trên đại điện lễ all Phật together. đọc bài sám hối mới là sám, không phải luôn luôn We sám. doing the repentance. Đúng là We một ngày doing sám hối vô tướng lễ Phật. a Nếu mà tập được như vậy đó là mình nó không có một phút, một giây, một sát na nào all activities ngừng sám hối và lễ Phật. Đó là nói hay in lắm, the nhưng mà tất past, cả the chứ tại present, sao and mình the lại future nói cái nghĩa all đó together là when you're doing the practice. cái dụng của nó vô lượng vô biên, tất As cả the tất cả lai quả, tự tánh thế gian, then pháp xuất thế gian, Master said that cái tự tánh thành tựu là giác the ngộ. practice of patience and had all Thì đối với lại cái chánh pháp á, the chánh stillness, tướng the emptiness, là the không phải là nirvana, à, tại vì and sắc thân everything này cho in the nên là cái daily gì mà living hiện hữu đây, activities. từ đó lại chấp, chấp đến đến cực kỳ chấp mà ta tưởng là ta không chấp. Giống như là When cái you're doing the phương tiện pháp practice á of của Thầy Patriarch Giảng hay là Zen, phương tiện pháp chấp của Phật, that's enough nên for nói everything. cái của Ngài Lâm Tế đi, một ông Sa Di đó sau này là làm vua, ông Sa Di ông chấp trong lễ Phật Whatever you và lễ attach chùa, to, tại vì you cho là have to cái tướng, detach yourself cho là cái này, cho là cái from cái cho là cái suy nghĩ, cho là cái hiểu biết, those by doing the practicing. thì đó là đúng. So one of the story Tướng đó là đúng. is in Lâm Nhưng Tế, mà Zen trong Ngài Master Lâm Tế times, thường phải lễ, when there's a monk buộc phải lễ, chứ nó không tự is nhiên chấp mà. attaching to Tự nhiên chấp mà không chấp a là mắc kẹt rồi. paying Không có respect sám hối là dính to mắc rồi. Không có một vị the tướng nào chấp Buddha. thì là luôn luôn lễ, cho nên hỏi giờ lễ Phật trước hay lễ Tổ trước. So Ngài Lâm Tế cũng Ngài Lâm Tế, tại chấp Phật Tổ cần chẳng cần lễ. when Cũng chẳng lẽ Phật tổ a cũng không cũng cần lễ mà, thì monk giải phá cái chấp lễ, còn kia cũng asking the chấp questions lễ, that nên rõ paying ràng là nó respect chấp to the nói chưa patriarch có first tướng or pay có, chưa respect to the Buddha chưa có first. tướng có không, And Lâm Tế chưa Zen chấp Master thì said that nói sám hay là cái này cái nọ, thực sự là nếu không có no respect cái to phương tiện của tổ, không có lời của Phật mà either. không thể hội được cái chánh pháp, không thể hội được cái chánh pháp, không thể mà tu tập. Nếu mà cứ chấp á thì thành quả So là if quả we gì attach không biết, to đã không the hiểu, không có hiểu Zen cái Master ý words, chỉ của Phật, then we thought that we mà don't mình need vào to trong cái pay đầu attention to the Patriarch mình cứ or chấp the một cái, Buddha. mà tại vì sao, tại chạy đến tướng, tại vì mình mất The cái words tổ, is only tại vì mình không biết, to mới lại detach mất sự yourself vô phân biệt, from your mới own lại mất sự attachment. phân biệt và ngã chấp. Just because we Nếu always như mà running chấp tất cả thứ rồi after all thì this ta thinking in our mind cũng chấp tới cái chỗ and đó là we cái từ của Phật Tổ, phương tiện của Thiện Tri put Thức, that cho nên nó chấp as là a vô phân way biệt, of practicing. chấp là vậy đó. Tại cái chấp So là when you're still attaching to the words, nên you're muốn still phá cái chấp attaching to your đó own là thinking. công phu để thôi đầu, So không có the nghĩa only là way is to tập detach yourself from all this thinking để ý nó cứ là vô is phân biệt, to asking questions mình and raising cứ doubts. đi thấy tướng là mình phán hồ đồ, phán cho rồi And the doubt sai will be chấp vô minh, đó là đã mất công phu stripping up để thấy all tướng quấy, these thấy lỗi thành thinking tựu quấy, in đúng your chưa, mind thấy lỗi thành tựu quấy, chưa for you chưa phân biệt lỗi automatically. thiệt lỗi giả, lỗi đúng lỗi sai, mà đã thấy lỗi là đã tự quấy rồi, tại vì mình So, đã phân biệt, mình đã just like chấp the nhận, Sikh patriarch chấp said, trước, you don't tức là mình see phải chưa thuần thục, the mình chưa mistakes quen from trên sự ngã others, chấp, quen trên sự ngã chấp only của mình. see the mistake of your Mà đối own. với bài kệ của Phật And when you see công phu the mistake from là vô others, tướng, đã nói là that sắc thân bất means thiện, you have nhưng left mà nói về sám hối your là practice tâm tội đều or you quên, have left do chấp your mới thành Buddha có đó. nature.
nghĩa sự công phu chúng ta là cứ để ý So là when you're doing the practice, người ta có nói gì, người ta nói đúng, cũng đúng, only hay asking người ta nói questions sai, and raising doubts. Vô tâm, vô tư, Whatever công phu the people said or criticizing, một cái niềm tin, thì you don't pay attention to their words. Đúng với chương chính, You only chánh pháp, believe in an old Buddha nature and go back to your practice. Even though when the second Muni appeared in your practice and told you that there's a better way doing a practice and just get rid of that method and I will show you the new ways, you will tell the Buddha who's appeared in your practice that you can show that for somebody else. I get used to the practice already and I will stick to this practice. You don't run and change your practice just because that the Sakya Muni who appears in your practice. Just like in the Diamond Sutra, the Buddha said that don't believe in my words. If you said that I have talked the Dhamma talk, I have shown the Dhamma talk, then you insulting me. If you said that I have not talked any Dhamma talk, you also insulting me. So you don't attach to the words. You have to go back to your own practice in order to understand the meanings after these or behind these words. You must go back to your practice. So the words from the Buddha or the patriarchs are just the means for us to detach ourselves from whatever that we are attaching to. So don't attach ourselves to those words, even though those are the words from the Buddha or the patriarchs. You have to believe in your own Buddha nature. Just like Tang San Zen Master said that believe in your Buddha nature has no dualness, dualism. But when you have dualism, not in the dualism, is believing in your own Buddha nature. And these are the words to encourage you to go back to your practice. It's not the knowledge or the words that you want to attach to, but the practice is what they want to, or they want to remind you to go back to the practice in order to digest all these words, all these understanding. So when you're asking the questions and raising doubts, always going on the right doubts and going on the right path. So we're running out of time. See you in another sessions.